Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 7 âm lịch là điều hết sức quan trọng, và nhất là khi chúng ta bước sang một tháng 7. Thưa quý vị, qua việc xem lá số tử vi sẽ giúp cho bạn nắm bắt được những khó khăn thuận lợi cũng như là những điểm nổi bật của mình trong tháng 7 âm lịch này. Qua phần luận giải tử vi trong tháng 7 âm lịch sẽ cho quý vị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, giúp quý vị có được những định hướng cho những bước đi của mình được đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta mỗi độ Tết đến xuân về. Và qua việc xem tử vi sẽ giúp cho tất cả quý vị biết được thiên cơ, và từ đó thì chúng ta sẽ đưa ra những phương án giúp cho cuộc sống của mình được hanh thông và thuận lợi hơn. Đặc biệt trong phần luận giải về tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 này, thầy Gia Cát cùng với các thầy đã đưa ra những phương pháp hóa giải vận hạn cũng như là việc kích hoạt tài lộc cho tất cả quý vị, giúp cho tất cả quý vị cùng với người thân trong gia đình của mình chúng ta có được cuộc sống hài hòa, viên mãn. Và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, con rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường thiêng liêng được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê, đôi mách. Họ chính là những người dũng cảm, kiên cường và không bao giờ ngại khó khăn. Tuy nhiên họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc và dễ làm mất lòng người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ và minh bạch. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại, khó đạt được thành tựu như mong muốn, khó khăn thường đến rất bất ngờ, khiến bạn loay hoay tìm cách xoay sở, tốn nhiều công sức và thời gian. Có điều tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên, dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại dẫn đến thất bại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này, hung thần mang theo điểm báo thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của khá nhiều. Đa phần tuổi Giáp Thìn phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình thì hầu như lại không có. Ngoài ra họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ. Tháng này cũng không thích hợp để tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này. Nguy cơ mất tiền là rất lớn. Cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền thì rất dễ. Ở tuổi này không có nhiều sự lựa chọn nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của mọi người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu có ai đó hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Giáp Thìn tháng này có nhiều điểm cần hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất đó là có nhiều thời điểm trong tháng gia chủ dễ bị đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt. Dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não.
Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương tai nạn do tác động từ bên ngoài, tốt hơn nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Nếu có thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh tình ngày càng trở nặng. Các quý vị gia chủ giáp thìn hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm trong tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh sóng gió, gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ, khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cháu. Nữ mệnh có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn gây hấn với nửa kia bởi vì sự cực đoan và áp đặt của mình, cần học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Khi có bất kỳ một mâu thuẫn nào dù lớn hay nhỏ, điều đầu tiên là hãy bao dung. Vợ chồng cần thường xuyên bình tĩnh và ngồi lại trò chuyện, trao đổi tâm sự để cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 7 năm 2022, tức ngày 1 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tuất, có nạp âm Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 7 năm 2022, tức ngày 13 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Tuất, có nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Tuất, có nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 7 năm 2022, tức ngày 31 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Dậu, có nạp âm Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 7 năm 2022, tức ngày 12 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Dậu, có nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 7 năm 2022, tức ngày 24 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Dậu, có nạp âm Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.